Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ dê mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cừu mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vòng tay của mình sẽ có từ cừu bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cừu non. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Và đầu tiên mình sẽ chọn màu hồng nha. Mọi người ở đây nha, đây màu hồng của mình nhá. Màu hồng của mình đây mọi người. Mọi người ở đây màu hồng của mình. Bây giờ mình xóa hạt chữ vào nha. Rồi mình xóa một hạt chữ. Một hạt vuông. Một hạt vuông, một hạt chữ, tiếp theo mình xỏ màu vàng nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu này các bạn. Sau phần màu vàng mình sẽ xỏ luôn là màu xanh ngọc bích nhé mọi người. Tiếp tục là mình xỏ phần hạt chữ nha. Thank you.
Chiếc vòng của mình sắp xong rồi nha mọi người ơi. Chiếc vòng của mình sắp xong rồi nha. Mọi người ơi, một xíu nữa là vòng của mình xong rồi nha. Cho nên là mình sẽ xem điện thoại cái. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Đến khi nào ta xa rời, anh đưa em theo với, bàn tay đưa đầy dẫn em. Tình trình nơi đó chỉ có anh và em thôi.